Chuyên mục vì an ninh tổ quốc Chuyên mục vì an ninh tổ quốc Chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc xin kính chào quý vị và các đồng chí Trong chuyên mục kỳ này, trước khi theo dõi phóng sự, hiệu quả mô hình camera an ninh Mời quý vị và các đồng chí theo dõi những nội dung chính sau đây quý vị và các đồng chí, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị định số 77 ngày 12 tháng 7 năm 2010 của chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Đồng chí Đỗ Hữu Lâm, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Năm năm qua, lực lượng công an, quân sự, biên phòng các cấp thực hiện tốt công tác phối hợp theo Nghị định 77 của Chính phủ, chủ động tham mưu cấp quỹ, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, duy trì công tác phối hợp trong nắm tình hình ngoại biên, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tốt công tác phân giới cấm mốc, các đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2010 đến nay, lực lượng công an quân sự và bộ đội biên phòng các cấp phối hợp trao đổi trên 15.000 tin liên quan đến tình hình an ninh biên giới, an ninh xã hội và hoạt động của tội phạm hình sự, tai nạn xã hội. Phối hợp tuần tra truy bắt tội phạm trên 62.000 cuộc. Qua đó phát hiện xử lý gần 10.000 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội, bắt xử lý gần 4.000 đối tượng, thu hồi tài sản trên 27 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị Đồng chí Đỗ Hữu Lâm, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, biểu dương những kết quả đạt được trong năm năm qua của các cấp, các ngành, đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện Nghị định 77, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, chủ quyền biên giới quốc gia. dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ giai đoạn 2010-2015. Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 và tất nguyên đáng bính thân năm 2016, đồng thời tập quấn chuyên sâu luật công an nhân dân năm 2014, Thiếu tướng Phan Chí Thành, Giám đốc công an tỉnh, chủ trì hội nghị. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện một số công tác trọng tâm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 16 tháng 12 năm 2015 đến ngày 15 tháng 2 năm 2016 để bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội lần thứ 12 của đảng, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết nguyên đáng bính thân năm 2016. Công an tỉnh Long An chủ động tham mưu với cấp quỹ, chính quyền các cấp, quy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm tăng cường đấu tranh với tội phạm có tổ chức, triệt phá các băng nhóm tội phạm, tội phạm giết người, cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cờ bạc, mại dâm. Nhân hội nghị, Đại tá Lê Minh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh còn triển khai những nội dung cơ bản của luật Công an nhân dân năm 2014 và Nghị định số 103 ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều luật của Công an nhân dân việc tập quấn chuyên sâu nội dung luật công an nhân dân nhằm để cán bộ chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành và vận dụng đúng pháp luật, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh bắt giữ số lượng lớn thuốc lá ngoài nhập lậu do nhiều đối tượng sử dụng xuồng máy vận chuyển từ biên giới Campuchia theo tuyến kênh An Hạ ra sông Dầm Cỏ thuộc địa bàn ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa. Tăng vật gồm 12.200 gói thuốc lá ngoài nhập lậu hiệu Z, ba xuồng máy là phương tiện vận chuyển. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Trung Giang, sinh năm 1993, ngụ ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An về tội trộm cắp tài sản. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2015, công an huyện Tân Trụ nhận được tin báo của bà Bùi Thị Tám, sinh năm 1970, ngụ ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, bị mất trộm tài sản gồm ba chỉ vàng 24 carat, hơn 3 chỉ vàng 18 carat. Qua điều tra truy xét, cơ quan cảnh sát điều tra công an quyện Tân Trụ phát hiện Giang lấy cắp tài sản của bà Tám. Tại cơ quan điều tra, Giang khai là bạn của con nạn nhân nên biết được vàng bà Tám cất giấu trong tấm liễn trên bàn thờ. Lợi dụng nhà không người trông coi nên đối tượng trộm cắp và đem chôn bên hông nhà, sau đó lấy một ít vàng đi bán được 4,6 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quyện Tân Trụ ra quyết định trưng cầu định giá tài sản có giá trị gần 15 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tân An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tên Nguyễn Bá Bình, sinh 1975, ngụ quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, về tội cưỡng đoạt tài sản. Ngày 30 tháng 11 năm 2015, chị Lê Thị Trang Thi, sinh năm 1993, ngụ phường Phú Cương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, điều khiển xe mô tô trên quốc lộ 1, thôn phường 4, thành phố Tân An, thì bị bình điều khiển xe mô tô biển số 54Z8-7977 áp sát và yêu cầu dừng xe để hỏi đường. Sau khi chị Thi dừng xe, đối tượng này đe dọa và yêu cầu chị Thi đưa tiền cho y, nếu không sẽ dùng dao và kim tiêm có HIV để đâm vào người. Chị Thi đưa tiền cho đối tượng hai lần, 150.000 đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị Thi đưa một điện thoại di động. Sau khi đưa điện thoại di động và tiền cho đối tượng la mặt, chị Thi phát hiện một tổ tuần tra cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an thành phố Tân An đang đi tuần tra nên truy hô cướp. Do vậy, tên này lên xe tẩu thoát về hướng tỉnh Tiền Giang. Tổ tuần tra cảnh sát giao thông công an thành phố tổ chức truy đuổi, bắt giữ đối tượng cùng tan giật. thưa quý vị và các đồng chí, nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, Công an xã Mỹ Lộc, huyện Cần Dục triển khai mô hình camera an ninh, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn. Qua thời gian thực hiện mô hình này, được sự hưởng ứng, đồng tình, ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương và người dân. Qua đó, tình hình an ninh trật tự đã chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định tại địa phương. là địa bàn giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh, nên thời gian qua, tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn xã Mỹ Lộc, huyện Cần Duộc diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, công an xã đã tham mưu đảng quỹ xã ban hành nghị quyết thực hiện mô hình camera an ninh trên địa bàn xã Mỹ Lộc. Căn cứ nghị quyết của đảng quỹ xã Mỹ Lộc, công an xã khảo sát các vị trí cần lắp đặt camera an ninh, tìm đơn vị tư vấn thiết kế lắp đặt camera. Đảng quỹ, Quỹ ban nhân dân xã và Ban chỉ quy công an quyền tổ chức hội nghị triển khai mô hình camera an ninh cho các ban ngành, đoàn thể, nhân dân và các xã giáp ranh. Đồng thời, đảng quỹ xã thành lập 4 đoàn vận động kinh phí thực hiện mô hình. Hiện nay, xã Mỹ Lộc đã lắp được 16 trạm với 56 camera an ninh trên các tuyến đường 835, 835B, đường Quyện 20, tuyến tránh quốc lộ 50, đường liên xã Mỹ Lộc, Phước Hậu, đường Cộng đồng Lộc Trung, đặc biệt trên tuyến đường trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự như đường 835 đã lắp dày đặt camera an ninh. Trung tâm hệ thống thông tin chỉ quy trực tiếp được đặt tại phòng làm việc của đồng chí trưởng công an xã, thuận lợi cho công tác theo dõi giám sát camera và trích xuất hình ảnh phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Ban chỉ quy công an xã phân công lực lượng trực tiếp theo dõi giám sát camera an ninh 24 trên 24 giờ ngoài ra công an xã còn quy động lực lượng dân phòng dân quân mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của xã tham gia trực theo dõi hình ảnh camera an ninh dưới đặc điểm nhận dạng về đối tượng và phương tiện do camera an ninh ghi lại giúp lực lượng công an phát hiện kịp thời về đối tượng phương thức thủ đoạn hoạt động phục vụ có hiệu quả cho công tác phòng ngừa tội phạm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn Nhờ dữ liệu camera an ninh, lực lượng công an xã đã phát hiện đối tượng Nguyễn Giang Thanh, sinh năm 1982, ngụ xã Long Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bà Nguyễn Thị Đấu, ngụ ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc. Đối tượng đang trên đường tẩu thoát thì bị người dân phát hiện truy hô. Công an xã liền triển khai lực lượng cùng người dân quanh khu vực đuổi bắt đối tượng và tan vật giao công an quyện xử lý theo pháp luật. Qua hơn 2 tháng triển khai thực hiện mô hình, đến nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã được duy vững ổn định tình hình tụ tập đua xe trái phép hạn chế đến mức thấp nhất. Tội phạm trộm nóng xe mô tô, trộm cắp tài sản, tai nạn xã hội giảm so với cùng kỳ. Nhiều đối tượng tụ tập ban đêm gây mất an ninh trật tự được giải tán kịp thời. Thời gian tới, xã Mỹ Lộc sẽ tiếp tục khảo sát lắp đặt thêm các trạm camera an ninh trên tuyến đường tỉnh 835 và đảm bảo phương châm camera an ninh phủ kính tuyến đường khảo sát lắp thêm các trạm camera an ninh ở đường 835B, đường liên xã Mỹ Lộc, Phước Hậu và các đường giao thông nông thôn theo phương châm Internet đến đâu, camera an ninh đến đó. Việc lắp đặt camera an ninh tại các tuyến đường và khu vực phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn xã Mỹ Lộc, huyện Cần Duộc, bước đầu góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết nhanh những vụ việc mới phát sinh. Đây là mô hình được lực lượng công an sử dụng có hiệu quả khoa học công nghệ, kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân. Một phát thanh về an ninh tổ quốc kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin chào và hẹn gặp lại.